Xin chào mọi người, lại là Bình Minh đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến các bạn một cái hướng dẫn mới về Canva ha. Đó là một tính năng mà các bạn khá là cần. Đó là tính năng chuyển thiết kế này, hình ảnh đã upload này, từ nhóm A sang nhóm B ha. Thì thông thường thì theo cái cách mà mình làm năm 2022 thì các bạn sẽ vào thiết kế, chúng ta chia sẻ liên kết và chúng ta đem qua tài khoản cái nhóm thứ hai. Thì hiện tại thì Canva đã hỗ trợ chuyển trực tiếp từ cái nhóm A sang nhóm B, thì hôm nay mình sẽ tiến hành ha. Thì đầu tiên cái điều kiện của chúng ta là cái tài khoản này của mình á, nó sẽ thuộc hai nhóm A và B. Ở đây thì nó sẽ thuộc cái nhóm Bình Minh Canva và cái nhóm Minh 2022 ha. Như các bạn thấy thì cái nhóm 2022 thì nó là nhóm free, thì bây giờ mình muốn chuyển tất cả thiết kế từ nhóm 2022 qua cái nhóm Bình Minh Canva. Thì bước đầu tiên thuộc tài khoản này thuộc hai nhóm rồi ha. Cái thứ hai là nhóm B bật tính năng cho phép chuyển thiết kế sang nhóm ngược lại ha. Nhóm B ở đây trong vai trò này là nhóm Bình Minh Canva ha. Rồi ok, để mà cho phép chúng ta chuyển thì các bạn với vai trò là người admin nhóm, chúng ta bấm vào đây ha. Rồi tại cái phần mà permission này, ở cái phần team content này, các bạn bấm ở dưới này, các bạn thấy nè, đó này ha. Các bạn bật cái này lên thì ở đây các bạn cho phép là ai sẽ được quyền chuyển. Bình thường là với admin thôi, còn không là everyone, là mọi người trong nhóm được. Thì khi mà chúng ta bật á thì nó sẽ đối với admin thì nó cho phép nó chuyển liền, nhưng mà còn đối với những cái user trong nhóm thì nó sẽ chờ đến vài ngày. Bữa nay là mình là ngày 20 thôi, nó phải chờ tới 5 ngày sau thì mới được sử dụng. Thì cái gì thì 5 ngày sau chúng ta xem thêm ha. Chúng ta xem thêm nè, tắt nè, đó. Đó. Rồi để mình dịch ra thử nó nói gì ha. Này ok. Còn đợi 5 ngày nè. Đợi 5 ngày mới làm được. Này nè. Đó, rồi. Ok, quay lại ha. Sau khi bật xong rồi, để kiểm tra thì các bạn vào nhóm ha. Vào cái nhóm, các bạn chọn một cái thiết kế bất kỳ ha, ví dụ ở đây. Thiết kế mà các bạn sở hữu nha, có quyền chỉnh sửa nha, ví dụ bấm đây. Các bạn thấy nó có cái nút mà copy to another team á, tức là cái tính năng này nó đã được bật rồi. Đó, copy này, copy another team. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển qua ha, mình sẽ chuyển qua cái nhóm cũ là nhóm Minh 2022 này. Nhóm này thì nó về free rồi cho nên là mình bỏ ha. Rồi chúng ta vào project đó, chúng ta chọn vào mục design ha, mình sẽ chuyển một cái thiết kế. Ví dụ mình sẽ chuyển cái thiết kế này. Bấm vào đây, chúng ta copy thì another team ha, bấm vào đây. Rồi chọn nhóm cần chuyển, ở đây mình sẽ chuyển qua nhóm Bình Minh Canva ha, rồi mình chọn copy. Đó thì nó sẽ chạy cho chúng ta, nó chạy cho chúng ta ha, là nó chạy vào chúng ta. Chúng ta đợi một tí. Số lượng càng nhiều chúng ta đợi càng lâu ha. Tuy nhiên thì chúng ta cứ làm thôi rồi để cho nó chạy thôi. Với mà cái nhóm mà nhiều thiết kế thì nó sẽ chạy ẩn ha. Rồi bây giờ mình quay đây ha. Rồi mọi người thấy sweet brain ha. Chúng ta tiếp tục vào process ha, chúng ta vào một design ha. Rồi chúng ta lock lại coi. Xem nào. Back to home ha. Chúng ta reload lại tí. Xem nó có không, nó chuyển qua chưa. Nó chưa thì chúng ta đợi một tí ha, đợi một tí nó có thôi. Rồi, các bạn thấy sau khi copy thì chúng ta phải đợi một ít thời gian nó mới hiển thị lên. Đó, thiết kế này chúng ta đây hiển thị lên, chúng ta có thể edit nó rồi. Đó. Đó là với một thiết kế, thì với nhiều thiết kế thì chúng ta làm như thế nào. Chúng ta quay lại bắt là nhóm cũ ha, nhóm cũ này. Ok, chúng ta vào như các bạn thấy á, khi mà chúng ta vào toàn bộ project và thiết kế thì nó, khi mà chúng ta chọn hai thiết kế đi, ví dụ chúng ta chọn hai thiết kế đi, thì nó không có cái tính năng một cái menu để chúng ta chuyển qua nhóm cả. Đó thì bây giờ làm sao thì may mắn là chúng ta có một cách ha. Chúng ta vào folder ha, chúng ta tạo một cái thư mục mới nè, add new ha, folder ha, chúng ta tạo thư mục là move ha, ví dụ như vậy. Và continue. Quay lại một design ha, các bạn chọn tất cả những thiết kế mà các bạn còn chuyển qua ha. Ví dụ ở đây mình chọn qua này, ok, nhóm này mình có ít thiết kế thôi. Đó, với các bạn mà nhiều thiết kế thì chúng ta cũng phải click hàm mỏi đấy. Rồi cái giới hạn của chúng ta đó là 200 thiết kế một lần nha, nếu mà các bạn chọn nhiều hơn thì đó. Đây đây cái nhóm mà bị người ta ăn cướp nè, ăn cướp mà giờ mất nhóm mà
anh ta cũng không thèm trả lời luôn. Cái này là mình bỏ rồi nha, nhưng mà chẳng qua tiện thấy cái hình thì nói thôi. Đó, hồi đạt kỷ niệm đạt mấy 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 nghìn like, nghìn view gì đó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển vào trong thư mục ha. Move. Ok, move to folder. Thì cái việc di chuyển thì nó cũng sẽ đợi ha. Đợi di chuyển vào. Chắc là xem nó còn đang quay không. Ok. À, di chuyển vào thư mục ha. Rồi. May mắn là Canva nó cho chuyển nguyên một cái thư mục, chứ không thôi là chúng ta cũng mệt đấy. Rồi, chúng ta vào folder. Ok, có thư mục mu ha. Đây, may quá nó có menu này, copy to another theme ha. Chọn thư mục này, chúng ta chọn thư mục cần mu, chúng ta chọn copy to another theme và chúng ta chọn bình minh Canva copy. Đó. Ok, nó là we on it à, nó sẽ làm việc và nó chờ cho chúng ta. Đó. Save the folder with you. Ok. Rồi, chúng ta đợi thôi chứ nó không có hiển thị một cái giao diện chuyển qua gì hết. Thì sau khi chuyển xong á, đây, success nè. Mu nè, này nó chuyển qua rồi nè. Nó báo là success nè. Copy mu đã chuyển qua bình minh Canva rồi. Bây giờ mà mình quay lại cái bình minh Canva coi cái nhóm B ha. Đầu tiên chúng ta vào Rosetta ha, chúng ta vào thư mục mu trước đã. Có không? Đó. Ok. Đây ha. Mở lại cái nhóm kỷ niệm xưa nào. Nhóm có mấy đứa ăn trộm cướp á, nó hồi bắt đầu là 67.000 nè. 67.000 giờ hình như tới 400 bắt đầu nó cướp nhóm. Điều vợ không cho nói nữa cho nên không nói thôi. Ok, rồi quay lại ha. Như vậy thì mình vừa nói qua cái vấn đề và chúng ta chuyển thiết kế, thì hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta muốn chuyển upload thì có được hay không, thì để mình thấy thì nó cho chuyển đó. Bây giờ mình vào nhóm mình 2022 thôi nha. Rồi mà chúng ta vào project nè, chúng ta vào mục upload. Này là folder ha, design xuống dưới cùng là sẽ cái image này. Coi thử nó có chuyển hay không. Nè, copy to another team nè. Đó. Mình canh vào copy được nè. À, chúng ta có thể chuyển thiết kế như vậy được. Thì tương tự thì không biết là, để là mình thử luôn, mình thử cho các bạn là khỏi các bạn khỏi mất công test. Hoặc folder ha, new folder. Tạo một cái là tải lên. Ha. Continue tải lên coi. Chắc cái upload này nó không có menu rồi, nó có menu rồi, nó cho chuyển. Thì bây giờ vấn đề là cái tải lên này nó có cho chúng ta làm gì hay không. Image nè, chọn nè, chọn nè, chọn nè, chọn nè, chọn nè. Bấm vào chuyển vào thư mục. Ok, cho chuyển nè, rồi thoải mái. Thì 200 chúng ta có thể chọn tối đa 200 một lần. Cái này sao biết, tại vì hôm bữa là mình thử thì nó cho cái 200 à. Rồi tải lên, chúng ta chuyển copy to another team, mình canh vào. Ok, rồi như vậy thì chúng ta đã chuyển được rồi, từ nhóm A sang nhóm B đấy. Nên là nó cũng khá là tiện hơn rất là nhiều, mà nó chạy nền thôi, chúng ta không cần phải đợi nhiều. 200 cái một lần thì cũng ok, thì hy vọng tương lai nó sẽ là success rồi nè. Tải lên nè đó. Thì nó sẽ nằm trong một vài, chúng ta chuyển qua đây ha. Rồi như vậy chúng ta đã vừa di chuyển xong một số cái thiết kế ha. Bấm vô design thì nó hiển thị hết không. Rồi ok, nó chuyển hết rồi. Sử dụng như bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Hiện tại thì mình đang build lại cái canva.edu.vn, thì đây là một cái cổng thông tin bao gồm mà đăng những cái bài hướng dẫn, những bài chia sẻ, những bài kỹ thuật mới nhất về Canva cho mình làm ha. Cũng như là mình có một số cái sản phẩm thiết kế, ví dụ như Shopee Template nè, mọi người có thể vào đây mua ha. Muốn giảm giá thì inbox mình giảm giá tí cũng được ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Riêng một blog này thì hiện tại là mình đang build lại những cái element này để các bạn có thể như bạn nói, anh có chia sẻ trong cái nhóm Zalo không thì nó không có tiện tra cứu, nên là mình làm cái này luôn ha. Rồi, quay lại nhóm Zalo đó. Hiện tại thì mình có một cái nhóm Zalo để chia sẻ về Canva. Nó sẽ chia sẻ thông tin nhanh hơn,
nhanh hơn so với cái đây các bạn quét mã QR vào vào ha, vào bot đầu tiên mình đây, vào đây. Đây có bị lại coi. Hay tăng dốc chia sẻ những cái kiến thức mà mới nhất, mà những cái kinh nghiệm mới nhất mà mình hoặc là các bạn chia sẻ trong này, có nhiều bạn giỏi lắm. Nghe đồn các bạn đang làm chuẩn bị là một cái series kiếm tiền bằng anh vàng, mọi người cứ vào tham gia chơi vui ha. Rồi chúng ta để tạm biệt cái nhóm này được rồi ha, cái clip này được rồi đó. Trong trường hợp mà các bạn cái nhóm mà các admin khác không bật quyền thì các bạn không thể copy được, mà các bạn chỉ thể dùng cái này thôi đó, nhớ ha. Chúng ta có hai cái điều kiện để chúng ta chuyển thiết kế ha, admin phải bật đó, cái này mình chỉ nãy lúc đầu rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn ha, xin chào và hẹn gặp lại ha. Hò quá.